Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ quay một cái video bán một cái lô đất thuộc xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng diện tích của nó là 1.800 m2, 1.800 m2 nha mọi người. Và trong cái 1.800 m2 này á, là nó có hai cuốn sổ rồi. Thì hiện tại giờ Út đang đứng ở ở đây á, là cái lô đất này, cái sổ đầu tiên, tức là ngay ở cái trụ này, đó là ngay trụ này thẳng lên tuốt ở trên kia, đó là tầm 60 mét nha mọi người. 30 26 60 mét, gần 60 mét mặt tiền đường nha mọi người. Mặt tiền đường ở đây là cái đường này là đường rộng 5 mét, thì nó cách đường nhựa ngoài kia là tầm 100 mét thôi. Đó, và cái đường này mình cũng nói luôn, cái đường này đường đi chung, không có ai tranh chấp hết. Trên đó chủ nhà đã là thông suốt với nhau, đã có giấy tờ đầy đủ hết rồi, giấy tờ tay. Còn cái này sổ này đã tách ra rồi, hai sổ. Thì mình muốn mua hai sổ thì chủ bán hai sổ, một sổ thì bán một sổ. Thì ở đây mình nói luôn cái giá hai cái cuốn sổ này, tức là 1.800 m2 này là người chủ nhà đang kêu bán với cái giá là 1 tỷ. Còn nếu như anh chị em mình á, mà mua riêng cái sổ ở đây, là cái sổ mình đang đứng ở đây này, là 800 m2 thì giá là 450, và cái sổ 1.000 trên kia là 550 triệu. Thì tí nữa Úc sẽ lên đó quay cho mọi người xem. Riêng một cái lô đất mà 800 m2 này nè, là nó có 34 mét mặt tiền đường này, đó, chiều sâu là 40 mét, ở sau nó hơi bóp hậu nha mọi người. Và nó có một cái ưu điểm là sát bên đất mình, cặp hông mình luôn, là có một con mương. Đó, mương này thì nước cũng chảy quanh năm. Đó, mọi người thấy nước chưa? Đó, mương này thì nước chảy quanh năm. Đó, thì giá chỉ 450 triệu thôi. Đó, mà nếu như anh chị mình lấy hết thì 1 tỷ. Mà còn mình thích lấy lô nào thì mình lấy. Riêng cái lô này thì lô 800 m2 này nè, là cái giá của nó là 450, và cái lô 1.000 m thì 550. Đó, ở đây thì chủ đã phân ra hai cuốn sổ rõ ràng rồi. Đó, ở đây ông sẽ tới cho mọi người xem ở cái đường nhựa ngoài kia nha mọi người. Thì sát bên này người ta đã làm khu rau sạch rồi, rất là ok rồi đấy. Ở đây từ ngay cái vị trí này nè, đó, ngay ông đang đứng đây thẳng vô đây, đó, đi về bên phía tay phải mình là 800 m2, là xuống dưới kia là gần 34 m mặt tiền đường. Còn bên này, từ đây, từ ngay trụ này mà đi về hướng tay trái của mình, đi lên hướng đường thì 26 mét mặt tiền, và chiều sâu nó là 39 mét. Thì riêng cái lô bên này thì chỉ bán 550 triệu thôi. Đó, bây giờ Út sẽ chạy thẳng ra ngoài kia cho mọi người xem. Đó, thì ở đây á, thì nó cách Ủy ban xã Quảng Thành thì tầm 800 mét thôi, là khu dân cư nha mọi người. Hiện tại lô đất của mình đây á, thì chưa có lên thổ cư, và hướng đất thì đang là hướng Đông Nam. Đó, hướng Đông Nam. Đó, bây giờ mình sẽ chạy ra đường. Đường này là rộng 5 mét nha mọi người, và cái con đường này là đường đi chung của 7-8 hộ ở đây. Đó, ranh giới cũng đã rào rồi, hết tất tần tật hết rồi. Ở bên này thì người ta đang làm rau sạch. Ở khu dân cư mình ở đây mà giá mà 4 mấy 500 triệu một sào, quá rẻ. Đây thì mình đi ra lại Ủy ban xã Quảng Thành thì tầm 1 km thôi. Còn hướng này mình đi ra tỉnh lộ 765 và đường đi Lâm Sang. Đó, thì anh chị em mà quan tâm tới lúc này thì cứ gọi trực tiếp cho mình nhé. Chào cả nhà, mình là Phạm Hữu Dư đây. Nãy giờ bạn mình có quay cho anh chị xem một cái hai cái ha, chính xác là hai cái miếng đất cũng vừa vừa tiền, ít tiền thôi. Thì bây giờ mình cho anh chị mình xem sổ đây. Đầu tiên là cái sổ này là cái sổ 1.000 m2, tại vì đất này có hai sổ, tổng cộng là 1.000 hơn 1.800, nhưng mà khoảng 1.800, nhưng mà cái sổ này là 1.000 nè, còn số kia là gần 800 m2. Đây, địa chỉ xã Quảng Thành, vị chỗ đất tên Bà Rịa Vũng Tàu, sổ này đúng 1.000 m2 luôn, đất trồng cây chưa thổ cư. Thì cái sổ thứ hai, sổ 800 m á, thì bạn chủ chưa gửi cho mình, mà thôi mình đăng luôn. Thì sổ đó thì nó cũng như số này thôi, mình diện tích của nó là đây nè. Đó, mình chích lục nè, chích lục thì mình cho mọi người dễ hình dung luôn nè. Đây, cái miếng đó nè, nó chính xác là 778 m2 anh chị ha, cũng trồng cây lâu năm. Thì cái miếng mà 1.000 m2 á, đây miếng 1.000 m2 này nè, hình đây nó vuông vứt luôn ha. Đó, dài là khoảng 30 m ha. Đó, sâu xuống, đó,
sâu xuống là khoảng ba bốn hơn 40 mét á, 40 50 mét. Đúng rồi, tức là ngang là 30 mà dài xuống là khoảng 40, gần 40, khoảng 35 á. À đây đây đây, đúng rồi, 35 nè. Đấy, chính xác là 35. 35,43 ha. Tức là cái miếng mà nghệm vuông thì vuông nhất luôn, đẹp luôn. Nhưng mà cái miếng mà 700 mấy mấy chục vuông á thì nó bị cái mương này nè, cái mương này nó ăn vô, cho nên là nó bị giống như bị bắp hậu vậy đó. Thì trong miếng này nó rẻ, nhưng mà được cái là nó gần giáp con mương thì nó có nước non này nọ cũng ok. Thì ít tiền nữa, miếng này 450 ra, miếng này 550. Thì anh chị mua luôn hai miếng cũng được, mà mua riêng một miếng cũng được. Còn anh chị nào mà mình không thích bị đất mình bị bắp hậu thì mình mua miếng bên đây. Đó. Đây. Con đường nè anh chị ha. Trên xích lục con đường này nè. Con đường từ đường này mà đi ra ngoài đường đường nhựa thì chỉ hơn 100 mét thôi. Và đây nó ghi rõ luôn là cách cái đường mà liên xã Kim Long Quảng Thành á là đúng 340 mét thôi. Cách trung tâm xã Quảng Thành thì chỉ khoảng 700 mét thôi. Nói chung là vị trí rất là ok. Đây, đất mình nằm ở vị trí đây anh chị ha. Đó, cách đường nhựa hơn 100 mét và cách đường liên xã Kim Long Quảng Thành nè là khoảng hơn 300 mét, và nó sát luôn với cái hồ Quảng Thành ấy, cái hồ Gia Quét nè. Cái hồ này cũng khá là lớn ha, hồ này thì câu cá cũng khỏi nói rồi, cũng rất là ok. Đó, thì từ đây mà đi đây đi qua cái hồ này thì mình sẽ tới trung tâm xã nè anh chị, mình thấy không? Đó, trung tâm xã Quảng Thành đây. Thì ít khỏi nói rồi, nói chung là cái trung tâm xã Quảng Thành thì mình cũng có quen cho anh chị xem rồi, nó không thiếu thứ gì hết. Đó, và đất mình thì cách đây có khoảng 700 mét thôi, cho nên là nói chung là về thì ít thì khỏi phải lo rồi ha, mua sắm chợ búa là ha tẹt ga. Ở đây cách biển thì khoảng cũng bốn bốn mấy cây, cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 75 cây, đi khoảng 1 tiếng rưỡi. Đó, đường xá thì mình nói nhiều rồi. Đường là đường đi đường cao tốc ha. Đó, cao tốc rồi mình tới Bầu Cạn. Bầu Cạn nè, chung đường mình nói nhiều rồi, cho nên thôi mình cũng anh chị nào mà chưa xem thì cứ alo mình sẽ dẫn chi tiết hơn, chứ tại vì mình nói nhiều quá rồi, video nào cũng nói cái đường Bầu Cạn này rồi. Đó, thì giá thì mình xin nhắc lại ha, miếng 800 rồi 800 mét vuông á là 450, miếng 1.000 thì 550, hai miếng thì là 1 tỷ. Đó, đất thì đường xá thì ô tô vào tới nơi, khu dân cư gần trung tâm xã. Đó. Rồi, anh chị đang quan tâm thì cứ alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0933 230243. Thì mình chỉ tiếp khách mua, không tiếp môi giới. Còn anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán đất vườn, nhà vườn thì có thể alo cho mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua nha. Rồi, chào anh chị.